Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử số số miền Nam hôm nay Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024 Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh Giải 8 thành phố 84 Giải tám đồng tháp 38 Giải tám cà mau 20 và Bao gồm cả 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay giải đặc biệt thành phố 327311, giải đặc biệt Đồng Tháp 000743, giải đặc biệt Cà Mau 185147. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử sổ số, số miền Nam lần sau.